Ta làm gì mà ta lại bị quả báo không được sống thọ, chết yểu, 20 tuổi, 30 tuổi lăn ra chết rồi. Nghe không? Quả báo gì đây? Các con nghe để tránh cái này nhé. Có 10 thứ nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Đó là: một là tự mình làm việc sát sinh, tự tay mình đi sát sinh, giết hại nhé. Đấy, thế các con nhớ này, tự mình làm việc sát sinh là sẽ mắc quả báo đoạn mệnh. Hai là khuyên người khác sát sinh. Bây giờ mình không sát sinh nhưng mình khuyên người khác, khuyến khích người khác sát sinh. Ba là khen ngợi việc giết hại. Các con đi qua mấy cái lò mổ lợn ấy, hay lò mổ gà đấy, bảo ôi trời ơi, anh kia anh giết giỏi thế, anh mổ nháy một cái xong con lợn, vỗ tay ca ngợi anh vào, khen anh ghi còn thưởng cho anh mấy đồng, anh giết giỏi thế, thế là mình chết đấy, nghe không? Khen ngợi việc giết hại. Bốn là thấy việc giết hại sinh tâm vui thích. Thấy việc giết hại các con lại thích thú, nghe không? Thấy người ta đập đầu trâu, thấy người ta đập đầu chó, các con thích vui này, vỗ tay hoan hỉ. Đấy gọi là vui thích với việc giết hại. Nhá, thì đều có mắc cái báo sau này mình đoạn mệnh đấy, không được sống thọ. Khi các con mà thấy con vật nó bị giết hay thấy người bị giết ấy, mình phải sinh tâm thương xót vào, mình phải thương xót nó. Ví như mình biến thành con vật ấy, mình hóa thân thành con vật ấy thì mình thế nào? Mình phải có lòng thương chứ. Con vật nó cũng vẫn biết quý mạng sống của nó mà, nghe không? Năm là đối với những người mình oán ghét thì muốn khiến họ bị tiêu diệt đi. Cái này là chúng ta dễ mắc lắm các con ạ. Mình ghét ai, oán ai, thù ai thì mình mong cho họ chóng chết hoặc mong cho họ chết đi. Đấy, đấy là tâm lý thông thường của chúng ta đấy các con ạ. Đối với kẻ thù, đối với người mình ghét là mình mong cho họ chết, không mong cho họ sống, và mong cho họ chết sớm, chết nhanh, chết đau khổ thì mình mới thích cơ. Đấy các con ạ, nếu mình khởi ý nghĩ thế cũng bị quả báo giảm thọ. Sáu là thấy người mình oán ghét bị tiêu diệt thì sinh tâm vui mừng. Bây giờ mình nghe thấy tin cái thằng mà mình rất ghét, rất tức nó, nghe nó bị tai nạn chết, mình lại vỗ tay vui mừng, nghe không? Thì đấy là mình cũng mắc quả báo đấy con nhé. Hôm nay Thầy chỉ nói những cái này để con về kiểm tâm mình, nghe không? Bảy là phá hoại bào thai nha, phá hoại bào thai của người, của mình, nghe không? Tức là mình đi, mình phá hoại bào thai của người khác, bắt người ta phá thai hoặc mình đi phá thai. Đây là câu chuyện mà Sư Phụ cũng đã có lần chia sẻ cả trên TV rồi đấy. Cho nên chùa mình năm nào ngày 19 tháng 6 cũng có cái lễ cầu siêu vong thai đấy. Ngày 19 tháng 6 viết Đức Quan Âm cầu siêu vong thai. Thì các con biết, nhất là tuổi trẻ bây giờ, sau này các con có gia đình đấy, và phải kế hoạch hóa. Nhiều khi mình lỡ kế hoạch nên có thai, hoặc vì nhân duyên này khác các con có thai, nhất là ở đây các bạn gái nhé. Các con đó, hết sức phải giữ gìn. Lỡ có thai sau mình bỏ thai, phá thai thì nó đều là cái báo mình sau này bị giảm thọ, đoạn mệnh. Chính các vong thai sau nó quấy phá mình dữ lắm. Có một số bạn về chùa thỉnh vong linh biết rồi đấy, thỉnh oan gia chủ biết, chính vong thai về nó báo hành mình đấy, chứ không ai đâu nhé. Cho nên các con hết sức cẩn thận. Cho nên nếu mà mình có lỡ phá thai thì sau phải làm lễ cầu siêu độ vong thai sớm ngay, nghe không? Chứ không thể không được, nó báo oán cha mẹ đấy. Đấy, và qua cái việc này thì Sư Phụ cũng muốn các con phải sống thật là lành mạnh nhớ. Sống thật lành mạnh, giữ gìn mình, nam cũng như nữ phải sống giữ gìn lành mạnh. Cái đó là cái rất là tốt cho mình. Tám là dạy người tự hủy hoại thân thể. Wow, mình dạy cho người ta, ví dụ bây giờ mình dạy cho thằng bạn này biết cách hút thuốc phiện, vào đây thầy bày cho hút thuốc phiện thế này, tao cho mày thuốc rồi hút đây. Đấy là hút thuốc phiện, là đương nhiên hủy hoại thân thể. Wow, hay dạy cho bạn cách uống rượu, những cái nghiện ngập, đấy là dạy hủy hoại thân thể nhé. Hoặc là mình xui nó, mày sống thế này sống là gì, mày nhảy cầu chết đi nào, xui nó tự tử
Thế là mình đều bị quả báo hết đấy. Chín là xây dựng lò giết mổ sát hại chúng sinh. Sau này các con có đứa nào làm quan, không có lên chủ trương đứng ra xây dựng một cái lò giết mổ nhé. Mình đều có cái quả báo hết đấy. Và 10 là dạy người gây chiến tranh giết hại lẫn nhau. Dạy người gây chiến tranh làm cho chúng sinh, cho con người chết rất nhiều, gây hấn để tạo chiến tranh. Cho nên những vị lãnh đạo đấy, nếu mà tạo ra chiến tranh, khiến cho hai nước chiến tranh, thiêu đốt quân của nhau thì cái quả báo cũng rất nặng. Quả báo rất nặng.